đằng sau cánh cửa này là một điều bất ngờ. Những tân thủ mới đến sẽ bắt đầu hành trình bằng việc đi săn. Như trước giờ, vạn sự thường khởi đầu nan. Những gian nan chỉ là bước đầu để trui rèn một chính khí anh hùng đội trời hạng đất. Gia nhập một môn phái, dù chính hay tà, bạn cũng có thể tung hoành võ lâm theo cách riêng của bạn. Hành tẩu giang hồ thì di chuyển va chạm như vậy chỉ là cơm bữa. Con đường phía trước còn nhiều điều kích thích lắm. Chẳng hạn như Boss Hoàng Kim. Boss đó, đồ Hoàng Kim môn phái đó, bảo vật chí tôn đó. Lên! Một võ lâm truyền kỳ kinh điển. Vẹn nguyên trên điện thoại. Thế sự vạn biến, võ lâm bất biến. Tận hưởng trọn vẹn 16 năm tinh hoa võ lâm truyền kỳ trên mobile. Tải game võ lâm truyền kỳ 1 mobile trên App Store và Google Play.